À, cho phép cần được hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em mong muốn công mình càng ngày càng trẻ, càng khỏe, càng đẹp, càng giàu có thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn cả nhà. Bao nhiêu trong số anh chị em mà muốn không những mình trẻ, khỏe, đẹp, giàu có mà giúp đỡ được hàng trăm, hàng nghìn những con người như vậy thì giơ cả bàn tay. Cảm ơn cả nhà. Thôi, nhà mình xoa xoa hai tay vào nhau, xoa xoa hai tay vào nhau. High five, bạn đang có mặt ở đúng nơi rồi. Yes. À, chào mừng tất cả anh chị em đến với cái buổi hỏi xoáy đáp xoay của chúng tôi. À, xin giới thiệu với cả nhà, tôi là Trương Huy Cường, hiện là thủ lĩnh quốc tế của tập đoàn sức khỏe Sibri, là thành viên sáng lập ra S số 9, trường đào tạo kinh doanh theo mạng hàng đầu thế giới, nơi biến mọi ước mơ trở thành hiện thực. Đấy, và ngày hôm nay, S số 9 của chúng ta đang cùng nhau kết nối hàng triệu người Việt Nam trên khắp năm châu bốn biển, những người yêu sức khỏe, những người có khát vọng tự do, những người thích giúp đỡ người khác, để cùng làm một cái cuộc cách mạng làm giàu tập thể, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau lan tỏa cái cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử loài người. Một cái cơ hội mà Cường học hai trường đại học, báo chí của Thụy Điển, học báo chí tại Học viện Báo chí Berlin, có 9 năm làm anh nhà báo nghèo, có 3 năm rưỡi làm tập đoàn dầu khí, có 4 năm 4 tháng đi kinh doanh. Tức là từ khi tốt nghiệp đại học, ra trường, rồi học thạc sĩ quản trị kinh doanh ở nước ngoài mà phải mất sau 16 năm mình mới tìm kiếm được một cái cơ hội nó tốt hiếm hoi đến như vậy. Một cái cơ hội có thể tạo cho mình một cái bước ngoặt cuộc đời, một cơ hội mình hoàn toàn mình làm nên lịch sử cuộc đời của mình, một cơ hội mình hoàn toàn mình có thể vẽ lên trang sử cuộc đời hào hùng, một cái cuộc sống tự mình quyết định cuộc đời của mình, một cái cuộc sống đáng sống, một cái cuộc sống hạnh phúc và giàu ý nghĩa, một cái cuộc sống mà mình thấy là sao hạnh phúc từng giây, từng phút đi trên cái hành trình này. Đấy, và ngày hôm nay thì bản thân chúng tôi có một cái cuộc sống rất tốt đẹp, và những anh em, những người đồng đội tin tưởng đồng hành học và hành theo S69 thì ngày hôm nay họ cũng rất là hạnh phúc và có một cuộc sống có ý nghĩa. Chính vì vậy mà Cường có mặt ở đây để lan tỏa, để chia sẻ, để mang những tất cả những cái thông điệp, những cái thông tin là trung thực nhất, hữu ích nhất đến cho tất cả các bạn, để chúng ta cùng nhau làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và làm cách nào mà từ một anh con từ một người sinh ra là con nhà giáo nghèo rồi anh nhà báo nghèo ấy mà ngày hôm nay có một cái cuộc sống thay đổi, thì Cường vô cùng biết ơn anh Phạm Hữu Minh vì anh đã chia sẻ cho Cường cái cơ hội kinh doanh này. Và Cường cũng rất biết ơn những người đồng hành cùng với Cường, từ những viên gạch đầu tiên giống như những anh Sáng, rồi chị Việt Phương, rồi bạn Hoàng Hằng, Phạm Ngọc Ánh, rồi thủ lĩnh quốc gia Phan Thị Nguyệt, Anna Nguyễn, vân vân, những con người đã đóng góp một cái công sức vô cùng lớn đấy để xây dựng lên S69 ngày hôm nay. Đấy, và cứ nguyện đem tất cả những cái công sức của mình, tình yêu thương của mình, trí tuệ của mình để chia sẻ, để lan tỏa đến cho tất cả các bạn, những ai mà đủ nhân duyên, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau, cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau tiến lên đấy. Và đó chính là lý do cái chúng ta có mặt ở đây, và chúng ta đều là con dân đất Việt, chúng ta đều là những người Việt Nam máu đỏ da vàng, chúng ta đều là con cháu vua Hùng đấy, đều là được sinh ra đấy, con cháu của trong những cái bọc trăm trứng. Thế cho nên chúng ta đang ngồi ở đây, hãy coi nhau như những người anh em, những người đồng bào, đúng không? Chúng ta có cái câu hỏi gì, có cái điều gì trăn trở đấy, chúng ta có thể đặt câu hỏi thoải mái, đúng không? Tất cả các câu hỏi đều là thông minh hết, chỉ có người trả lời có thể thông minh, có thể ngu đấy. Thế cho nên là bao nhiêu anh chị em đã có những cái câu hỏi sẵn sàng cho mình rồi thì giơ ngón tay cái nào. Cảm ơn cả nhà. Và cái chương trình này là chương trình dành cho những người mà đang tìm hiểu về cái cơ hội Sibri này, chứ không dành cho tư vấn viên. Đấy, chính vì vậy mà những ai mà chưa phải là tư vấn viên của Sibri ấy, thì chúng ta bật micro, giới thiệu bản thân và đặt câu hỏi. Đấy, sau đó thì còn những tư vấn viên, nếu chúng ta có những người bạn của mình, anh chị em có thể bật micro và giới thiệu những người bạn của mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Ok, xin mời anh chị em nào có câu hỏi đầu tiên bật micro nói tôi xưng tên, xin mời. Xin mời nào. Em ạ, à, Rồi, em thủ lĩnh Nguyễn Thế Báo. vâng, em chào anh Cường, em chào các anh chị ở Tiên Dung. Hôm nay em có một anh Đông, là anh ấy sinh năm 1972, hiện đang làm một cái doanh nghiệp về các cái thiết bị về điện. Thì chiều hôm qua em có chia sẻ cái cơ hội này cho anh ấy, và anh ấy
đã rất là mong muốn tham gia công việc này và anh cũng đã mở mã. Tuy nhiên là anh mong muốn là được gặp anh Cường là người đứng đầu hệ thống để nghe anh hiểu về cái đào tạo trong này cũng như các cái bước làm thế nào để đi nhanh nhất trong cái công việc này ạ. Ok. Xin mời. À, xin mời anh Đông ạ. Anh Nguyễn Thế Đồng. Xin chào đồng chí Cường, chào tất cả mọi người. À, chào anh Mình Đông. Anh Đông xem 72 mà trẻ quá. À, trẻ quá, xin cảm ơn. Đồng chí sinh năm bao nhiêu Cường là sinh năm em bao nhiêu nhỉ? 76 ạ. Dạ. 76 à? Ừ. Dạ. Trông cũng gần trẻ gần bằng mình. Dạ. Yes. thì thực ra thì mình thì làm về thi công xây dựng các công trình thủy điện, đi công trình nó nhiều, thấy người dạo này nó già đấy, thấy chú báo nói là có cái nó gọi là cái thần dược có thể làm cho trẻ lại, đâm ra là mình thấy tò mò quá. Quan trọng là trẻ đều anh ạ. Cả mọi trẻ chỗ đều đều phải muốn là trẻ, nó muốn là nó trẻ đều chứ không trẻ một số chỗ không được, chỗ thì cần trẻ trả trẻ, chỗ không cần trẻ thì nó cứ cứ trẻ thì không được. Ừ, thế thì về cái sản phẩm ấy thì mình thì lần đầu tiên mình nghe về cái sản phẩm này nó, nên cũng chưa có nhiều một chưa có cái kiến thức, nhất là kiến thức về cái sản phẩm cũng 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 chưa có. Thế còn các cái thực phẩm chức năng thì mình cũng nghe thấy có nhiều loại thực phẩm chức năng, có nhiều hãng người ta cũng chào bán rồi, nhưng mà về cái Siberia thì mình cũng chưa 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 chưa, chưa nghe. Thế thì hôm nay chú báo bảo là giới thiệu anh vào cái room Zoom này để anh có thể có hiểu tìm hiểu thêm. Thế thì mình cũng muốn ở đây thì chắc là mọi người thì có lẽ là cũng nhiều người biết rồi, nhưng cũng có thể là có nhiều người cũng 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 trong cái tình trạng như mình là cũng chưa nắm được cái về cái sản phẩm là một này, cái thứ hai nữa là làm thế nào để mình kinh doanh cái sản phẩm này và mình tham gia vào cái hệ thống thì sẽ như thế nào. Đấy, thế thì mình cũng muốn Cường cho mình biết vắn tắt lại hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về sản giới thiệu thêm về sản phẩm. Thì hôm qua là báo cũng có giới thiệu với mình rồi, nhưng vì thời gian cũng không có hạn, thế đâm ra là mình cũng không có cũng cũng mới nghe để đấy thôi chứ cũng chưa nắm được hết. Và bản thân mình thì cũng muốn là khi mà xong thì mình cũng phải thử muốn trải nghiệm xem là cái hiệu quả của sản phẩm nó như thế nào. Thì trên cơ sở đấy mình có đi, mình có giới thiệu với lại người nọ, giới thiệu người kia thì mình cũng có cái để làm bằng chứng là tôi đã sử dụng rồi, như thế nó như thế nọ như kia thì người ta mới tin. Dạ vâng. Bởi vì là mình thì thấy báo là khi, bởi vì là mình biết báo là hai anh em chơi cầu lông với nhau cũng khá lâu rồi, chứ cũng phải đến 4-5 năm rồi ấy báo nhỉ. Thế nhưng mà cái thời gian đấy thì báo nó to béo mà khỏe thì vẫn khỏe lâu, nhưng mà lâu nay chưa thử nên không biết là có được khỏe không. Còn to bây giờ thì thấy là trông người thì nạc hơn nhiều, thấy là có sự thay đổi. Thế báo bảo đấy là do em dùng thuốc ấy. Thế thì thế thì có cái chiều hướng là cũng tốt, mà thấy người cũng nhiều năng lượng. Đấy, nói chuyện thì thấy nhiều người toát ra một cái năng lượng rất là tích cực. Đấy chính là sản phẩm của sản phẩm đấy anh ạ. Rồi ok, Cường rất là vui. Mà tôi thấy Cường người cũng đẹp như thế này chắc là cũng do dùng sử dụng sản phẩm nhiều đúng không? Đúng rồi, nó phải 50% quyết định anh ạ. Dạ. Ok. Rồi rất là vui được chia sẻ với anh Đông rồi cùng tất cả các bạn. Thứ nhất là ở trên thị trường như anh Đông nói ấy, bây giờ là có hàng nghìn loại thực phẩm chức năng khác nhau. Đấy, nhưng mà tại sao mình lại sử dụng Sibri và tại sao lại kinh doanh Sibri? Đấy, thế thì nó rất đơn giản là như thế này. Cái sản phẩm đầu tiên ấy, nó quyết định chất lượng của sản phẩm, nó liên quan đến cái nguồn gốc xuất xứ, là cái thảo dược đầu vào. Thì Siri có thể nói là một cái vùng mà nó rộng gấp gần 40 lần Việt Nam, rộng hơn cả nước Mỹ, rộng hơn cả Trung Quốc, rộng hơn phần còn lại của châu Âu. Đấy, và cái nơi đó có rất nhiều nơi ở Siri ấy, mùa đông âm 60-70 độ, mùa hè 40 độ. Thì những cái nơi mà khí hậu khắc nghiệt như vậy, con người không sống được. Nhưng cây cỏ thảo dược nó sống được. Và 9 năm đông giá nó chìm trong băng tuyết, giống như là ngủ đông ấy. Và có 3 tháng mùa hè thôi. Và thảo dược nó bừng lên một cái sức sống mãnh liệt. Và chính từ cái sức sống mãnh liệt của thảo dược đó, và ở CV ấy, các nhà khoa học họ nghiên cứu là có khoảng đâu đó khoảng 2.000 loại thảo dược. Chỉ có ở CV có, mà những nơi khác trên hành tinh này không có. Và các nhà khoa học của Nga họ chiết xuất, họ lấy những cái tinh hoa của thảo dược Siberia đó,
ở một cái nơi mà nó rất là nhiều năng lượng, đó là cái năng lượng hội tụ của vũ trụ. Anh đông rồi, mọi người biết là 4 trong 10 con sông lớn nhất thế giới cũng nằm ở Siberia. Hồ nước ngọt sâu nhất, trong nhất thế giới, trữ lượng nước ngọt lớn nhất thế giới cũng nằm ở Siberia. Rừng taiga lớn nhất thế giới cũng nằm ở Siberia. Thế là chính chính vì vậy mà cái thảo dược ở đó nó tinh khiết mà nó hoàn toàn natural, tức là nó hoàn toàn tự nhiên, nó khác với hữu cơ. Đấy, thì có rất nhiều những cái sản phẩm trên thị trường ấy là hữu cơ là con người trồng, nhưng sản phẩm của Siri ấy là phần lớn là ông trời trồng. Đấy, thế cho nên là mình được sử dụng những cái sản phẩm báu vật của thiên nhiên, của tạo hóa như vậy anh ạ. Đấy là cái yếu tố về chất lượng thảo dược đầu vào. Cái điều thứ hai đó là khoa học Nga. Thì anh Đông cũng như mọi người biết rồi, Nga là một cường quốc trong mọi lĩnh vực, tất cả từ y tế, từ kinh tế, từ khoa học, từ quân sự, từ toán học, từ lý, vân vân. Và trong cái ngành dinh dưỡng học này cũng vậy. Đấy, và cũng là một cường quốc. Thế cho nên ấy, cái sản phẩm này nó là cái bằng sáng chế, nó là sức sáng tạo của hàng trăm nhà khoa học Nga, có những viện sĩ viện Hàn lâm sinh thái học Nga, có những tiến sĩ y khoa, và họ là những người rất xuất chúng. Và ở CV nó có 4 cái chương trình khoa học bản quyền, thì sau này anh sẽ tìm hiểu. Nhưng trong đó có một cái chương trình mà chỉ có CV có mà các tập đoàn khác không có, bởi vì nó là khoa học bản quyền. Nó có tên là thanh lọc năng lượng và cân bằng. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các nhà khoa học Nga họ nghiên cứu rất kỹ, rất sâu về con người. Họ biến những điều vô cùng phức tạp này trở về đơn giản, để bất kỳ ai nếu chỉ cần hiểu rằng là sao đưa vào cơ thể, tức là chỉ cần hiểu một cách đơn giản là như này: khi mà cơ thể mình ấy, từng tế bào sạch, từng tế bào trẻ được giàu năng lượng đấy, và được cân bằng trao đổi chất, thì cơ thể nó sẽ tự bảo vệ, tự điều chỉnh và tự phục hồi đấy, và nó sẽ ngon. Thế thì cho nên là cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng này, khi mà chúng ta sử dụng ấy, đấy, nó giống như nhà mình hàng ngày phải quét, đúng không? Răng hàng ngày mình đánh đấy, cơ thể thì hàng ngày mình tắm ở bên ngoài. Nhưng một câu hỏi đặt ra là đã bao giờ mình tắm cho tế bào chưa? Đã bao giờ mình làm sạch, dọn dẹp rác thải ở bên trong chưa? Thì ở đây nó có những cái sản phẩm để giúp cho hỗ trợ cơ thể, các cái chức năng của cơ thể nó làm việc đúng chức năng và nó đào thải chất độc ở cấp độ tế bào. Đấy, cái thứ hai ấy, là một cái người này và khác với người kia ở cái gì? Ở năng lượng, đúng không anh? Đấy, thì ở đây có những cái sản phẩm dòng năng lượng nó cung cấp cho chúng ta có những cái nguồn năng lượng đỉnh cao. Đấy, để mình từ lúc thức dậy cho đến lúc đi ngủ mà nó tràn đầy năng lượng. Cho nên là cái chất lượng cuộc sống rất cao và cái hiệu suất công việc nó rất là cao. Cái số 3 đấy là cân bằng trao đổi chất. Là con người ăn bây giờ cái thì thừa, cái thì thiếu. Đấy, giống như là thừa đạm thì bị very good này, thừa lipid dẫn đến tim mạch. Thế thì những cái cân bằng trao đổi chất ở đây này, nó giúp cho các cái cơ quan chức năng nó làm việc đúng. Đấy, và khi cơ thể nó được cân bằng thì mọi thứ nó ổn anh ạ. Đấy, thì anh hãy tìm hiểu và sử dụng cái chương trình thanh lọc năng lượng cân bằng đó. Thì cái chương trình này nó có những chương trình cho nam giới, những chương trình cho nữ giới. Thế mình là nam thì mình cứ dùng nam, là nữ thì cứ dùng nữ, một cách nguyên lý rất đơn giản đấy. Và các nhà khoa học của Nga họ biến tất cả những thứ đó thành thức ăn, để mình chỉ cần lựa chọn món ăn thôi, tuyệt đối an toàn, siêu sạch, siêu an toàn. Và nó đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dành cho nhà du hành vũ trụ. Đấy, thế thì anh thấy là nhà du hành vũ trụ dùng được, thì anh em mình chắc chắn là dùng được, đúng không anh? À. Về sản phẩm thì là như vậy. Đấy, nó có trên 150 sản phẩm chăm sóc từ trong ra ngoài, từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Đấy, thế thì và rồi nói về kinh doanh CV thì đơn giản như này. Kinh doanh CV ấy, nó có một cái sức mạnh, sức mạnh cái thời người Mỹ thì anh cũng làm kinh doanh, đúng không? Người Mỹ người ta nói là đã làm kinh doanh ấy, network, network and network. Tức là ai có khả năng tạo ra những network, có thể kinh doanh truyền thống, có thể kinh doanh nhượng quyền, có thể network marketing. Ai là người tạo ra những network lớn không những trong nước và phát triển toàn cầu này, người đó có khả năng, tức là có thể giúp đỡ được nhiều người, đúng không? Hàng vạn, hàng triệu con người, thì người đấy đương nhiên tiền bạc nó là cái phần thưởng của sự giúp đỡ thôi. Thế thì ở đây ấy, nó cho phép mình cái cơ hội này, nó cho phép mình tạo ra cái network rất là nhanh. Bởi vì trong kinh doanh có hai cái nhu cầu rất cơ bản này, theo anh Đông là ai cần sức khỏe và sắc đẹp. Anh thấy là hầu như ai cần, đúng không? Ai cần tiền. Thế thì bằng yes đấy, thế thì tất nhiên ai cũng cần, nhưng mà mình thì cứ chia sẻ thôi, còn nhân duyên ai đón nhận hay không đấy là nhân duyên của mỗi người. Và mình chia sẻ và tìm những con người cần những cái điều như vậy.
Thế kinh doanh này để thành công và thành công nhanh, anh hãy tìm cho mình nhanh nhất 5 cho đến 15 người yêu thích công việc kinh doanh. Chứ không. Còn những người kinh doanh thì đương nhiên rồi, họ cũng sẽ bảo vệ sức khỏe. Đấy là điều đương nhiên. Hãy tìm cho mình 5 cho đến 15 người kinh doanh, chứ không phải là những người dùng sản phẩm nhá. À, những người dùng sản phẩm thì họ chỉ là khách hàng thôi. Bởi vì một nhà kinh doanh ấy, được huấn luyện đào tạo trở thành thủ lĩnh có thể tạo ra doanh thu ít nhất 1 tỷ. Nhưng một người tiêu dùng thì họ chỉ dùng đôi vài triệu, đúng không? Đôi ba năm triệu gì đấy. À, đấy, và họ cũng rồi sau này không dùng nữa. Thế cho nên mục tiêu của mình tìm ra những nhà kinh doanh. Thế thì anh không biết là làm network marketing bao giờ chưa, nhưng ở đây nó có một cái sức mạnh để anh có thể hình dung. Một là nó giúp cho mình phát triển không giới hạn. Giống như Cường khởi nghiệp cách đây 7 năm 2 tháng 13 ngày thì Cường ngồi ở Hà Nội, nhưng mình ngay lúc đó mình đã hình dung ra phát triển ra Đà Nẵng, ra Hồ Chí Minh, ra Tây Nguyên, ra Tây Bắc, rồi Đông Nam, Đông Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, vân vân. Bởi vì cái kinh doanh này này, nó chỉ cần con người thôi, chứ nguồn lực của nó là con người, chứ nguồn lực nó không phải là tiền bạc. Nguồn lực nó không phải là mình đi đến đấy mình đầu tư cơ sở vật chất rồi vân vân, nguồn lực là con người. Đấy, thế cho nên là mình tìm những người kinh doanh à, thì ngay lập tức mình có thể mở cái tầm nhìn của mình khắp trái đất hình chữ S rồi. Và ở 23 quốc gia mà CB đã có mặt. Cái thứ hai, sức mạnh thứ hai của cái công việc kinh doanh này, nó cho phép mình tìm được những người giỏi hơn mình rất nhiều. Mà trong kinh doanh truyền thống, nếu chiêu mộ những người giỏi hơn mình thì đương nhiên mình phải trả rất nhiều tiền bạc, đúng không? À. Đấy, nhưng mà ở đây sao? Ở đây là mình không phải trả lương cho ai hết. Đấy, phân chia lợi nhuận là tập đoàn, họ phân chia lợi nhuận, họ chia sẻ cho mỗi một chúng ta do cái công mình xây dựng hệ thống kinh doanh và mình giúp đỡ người khác. Đấy, thế cho nên ví dụ trong tổ chức kinh doanh của Cường bây giờ có rất nhiều người giỏi hơn Cường, anh đúng không ạ? Bởi vì nhờ cái sức mạnh của cái công việc kinh doanh này. Đấy, và Cường tin là anh làm nhà kinh doanh này rồi để vào đây này, anh hiểu về sản phẩm này, anh nhìn thấy bức tranh thị trường này, rồi anh hiểu về sức mạnh của network này. Đấy, và dần dần anh tìm hiểu những cái cuốn sách của những cái doanh nhân lớn, đa triệu phú và tỷ phú trên thế giới này. Họ nói gì về network marketing? Đấy, tại sao mà ông Robert Kiyosaki ông lại nói đây là ngành kinh doanh, cái phương pháp phân phối thông minh của thế kỷ 21? Thì anh tìm hiểu, Cường tin là sẽ có rất là nhiều điều tốt đẹp. Đấy, sẽ mở ra và thực sự là S69, Trương Huy Cường cũng như là thủ lĩnh Nguyễn Thế Báu đấy, rất cần những con người, những doanh nhân, đấy, những người đã lăn lộn trên thương trường, đấy, đã hiểu về kinh doanh đấy, và có những cái trái tim để muốn giúp đỡ người khác. Bởi vì bản chất kinh doanh, anh em mình kinh doanh những lĩnh vực khác nhau, nhưng mà bản chất kinh doanh là giải quyết vấn đề cho thị trường và giúp đỡ người khác thôi. Thì tiền nó là phần thưởng, anh Đông ạ. Thì đấy là cái câu chia sẻ và trả lời với anh Đông. Không biết là anh Đông cảm nhận như thế nào và còn có thêm câu hỏi gì không? Dạ. Mình cũng tâm đắc với lại cái quan điểm của Cường. Và mình biết là Cường là một trong những người là đầu tiên tham gia và đưa cái thảo dược này về Việt Nam, đúng không? Thời kỳ đầu cũng rất là chắc chắn mọi cái cũng rất là khó khăn khi đấy. Mà cái lượng người ủng hộ, lượng người support cho mình nó cũng không nhiều. Đấy, cái thứ hai nữa là sản phẩm nó mới. Đấy, cái minh chứng cho cái hiệu quả của nó cũng chưa được cao. Đấy, nên mọi cái là nó tất cả cái gì cái nó cũng phải có những thời gian. Ví dụ từ từ khi mà mình triển khai đến giờ cũng ở bên Siberia triển khai đến giờ là cũng ngót nghét là chục năm rồi nhỉ. CB vào Việt Nam là được hơn 8 năm anh ạ, từ tháng 9 năm 2013 và đến bây giờ thì nó đã có được cái hệ thống phân phối và hệ thống cộng tác viên cũng như những người làm trong cái network marketing đấy cũng khá là rộng rồi. Dạ. Thì có thể nó là một cái là thuận lợi, nhưng mà thị trường Việt Nam nó hẹp thì nó cũng lại là một cái ngược lại là cái thị trường của mình nó lại của mỗi người nó lại giảm đi, đúng không? Dạ. Dạ. Đấy, thì đòi hỏi cái sự cố gắng nó cao hơn. Dạ. Thì về cái mình là nó thật là mình là dân kỹ thuật, mình học bách khoa ra. Vâng. Thế đâm ra là cái mà nhảy sang tay ngang làm kinh doanh, làm mà cái công việc của mình nó cũng không thiên về kinh doanh là chính, mà nó lại vẫn thiên là kỹ thuật là chính. Thế nên mình cũng nghĩ rằng là nếu mà muốn được như mọi người thì chắc chắn mình sẽ phải cố gắng hơn rất là nhiều. Hai nữa là về kiến thức về kinh doanh mình cũng còn bị hạn chế. Thế nên cái khả năng để khai thác cũng như là phát triển ấy, thì
chưa biết là khả năng của mình nó sẽ như thế nào. Dạ. Như hôm qua con trao đổi với báo, tức là mình sẽ phải lấy cái việc, mình sẽ không thể lấy cái suy nghĩ cũng như cái kinh doanh của cái mà mình đang làm để áp dụng sang như cái bên này được. Vâng. Đấy cũng là một cái mà mình cũng cần phải suy nghĩ. Thế thì mình cũng có một cái câu hỏi là như thế này. Về xét về từ trước đến nay thì mình cũng không biết nhiều lắm về cái lĩnh vực này đâu, nhưng mình thấy có một thời kỳ Amway người ta làm cái làm thị trường cũng 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 kiểu như vậy. Dạ. Đấy, và đến bây giờ thì Amway hình như cũng không thành công lắm, Vâng. nhưng mà mình thấy Cường đang rất là thành công. Dạ. Thế thì có một cái câu hỏi mà mình rất ngại để khi phải đối mặt với những cái chưa biết phải giải thích nó thật sự đi vào lòng người như thế nào, khi người ta hỏi rằng liệu CBRE có phải là một hình thức đa cấp giống như kiểu Amway hoặc cái gì đó nó tương tự như vậy hay không. Dạ Thế vâng. thì Cường có thể là làm rõ hơn cho anh được cái yếu tố này không? Vâng. Rồi cái này thì rất đơn giản thôi anh. Và đầu tiên là thứ nhất là Cường là cái người được anh Phạm Hữu Minh chia sẻ cho cơ hội kinh doanh này. Anh Phạm Hữu Minh thì ngày xưa nguyên là cục trưởng cục xúc tiến du lịch. Đấy, Cường chơi với anh Minh là từ lúc anh em làm nhà báo. À, thế thì anh Minh cũng không phải là người đưa CV về Việt Nam, và CV về Việt Nam là công ty chủ động tìm hiểu thị trường, nghiên cứu thị trường và mở văn phòng đấy theo hợp pháp tại Việt Nam và chính thức khai trương thật tháng 9 năm 2013. Đấy. Và đến tháng 6 2014 thì cái người Uzbekistan họ sang đây phát triển, họ chia sẻ cho anh Minh. Đấy, và anh Minh bắt đầu, và Cường bắt đầu từ tháng 8 năm 2014, tức là cho đến bây giờ là được 7 năm 2 tháng 13 ngày. Thế thì cái vấn đề anh băn khoăn đầu tiên là thị trường, nó còn có, tức là sức mua của thị trường đúng không? Thực ra trong cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động này này, hiện nay chúng ta làm được nó vẫn như muối bỏ bể. Nó như muối bỏ bể. Vì sao? Bởi vì là một cái thị trường gần 100 triệu dân của Việt Nam ấy. Anh Đông hình dung là như thế này, một ngày bây giờ trung bình có trên 800 người Việt Nam ra đi liên quan đến ung thư và tim mạch. Covid thì đâu đó có khoảng 350 người mà người ta đã thấy sao náo loạn lên. Nhưng cái chết âm thầm liên quan đến ung thư và tim mạch một một ngày trên 800 người, tức là ngày này sang năm là ngày giỗ đầu của trên 800 người liên quan đến ung thư và tim mạch. Tại sao người ta bị như thế? Bởi vì sao? Người ta không biết bảo vệ chăm sóc sức khỏe chủ động. Đúng nào? Đấy, thế thì mình nhìn cái câu chuyện thị trường sức khỏe ấy, càng ngày bệnh viện càng nhiều đúng không? Giáo sư tiến sĩ biệt dược càng ngày càng nhiều, nhưng bệnh tật nó lại càng ngày càng nhiều. Thế cho nên là cái công việc chăm sóc sức khỏe chủ động này này còn nhiều việc phải làm lắm. Đặt riêng cái thị trường Việt Nam này nó còn mênh mông, bởi vì người dân chưa hiểu về sức khỏe, người dân chưa có ý thức và nhận thức đúng đắn trong cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động, cho nên bị trả giá rất là lớn. Và thế thì và hoàn toàn ở với Sibri thì tôi tin tưởng tuyệt đối là chỉ kết thúc năm 2023 sẽ vươn lên dẫn đầu thị trường Việt Nam. Hiện nay quy mô ở Sibri ở Việt Nam ấy là 2.000 tỷ, năm nay sẽ đạt 2.000 tỷ. Đấy, và một cái công ty của Mỹ kinh doanh trong ngành này thì đâu đó cái công ty dẫn đầu ấy đạt khoảng 6.000 tỷ. Đấy, nhưng mà cái lợi thế cạnh tranh của CV nó vượt trội. Thế cho nên là kiểu gì chắc chắn CV cũng vươn lên dẫn đầu. Đấy, và cái tức là kết thúc 2023 là vươn lên dẫn đầu, quy mô đâu đó nó cũng phải vươn lên 6.000 tỷ, trên 6.000 tỷ anh ạ. Đấy, và kết thúc 2025 là Cường hoàn toàn tin tưởng với một cái khả năng cạnh tranh tuyệt đối về về giá sản phẩm, chất lượng, hiệu quả đương nhiên. Đấy, và cái chính sách kinh doanh rất phù hợp. Đấy, thế thì hoàn toàn mình có thể vươn lên dẫn đầu. Thế cho nên hiện nay mới làm được một phần rất nhỏ thôi. Rồi cái câu hỏi anh nói về về Amway. Amway là một cái công ty kinh doanh theo mạng lâu đời nhất. Đấy, và vào Việt Nam là công ty đúng pháp luật, hợp pháp, là một công ty rất lớn. Đấy, nhưng mà cái góc nhìn của anh là anh nhìn thấy là sao? Có những người kinh doanh nó không hiệu quả, đúng không? Chưa hiệu quả như mong muốn. Đấy, thế thì Cường cũng có tìm hiểu. Đấy, và cái việc sao ạ? Doanh thu của họ có những lúc đi xuống, có những lúc đi chững rồi vân vân ABC. Thế thì trong kinh doanh thì nó đơn giản như anh này. Nó cũng giống như kinh doanh truyền thống thôi, hai công ty đúng không? Có công ty phát triển, có công ty xuống và có công ty đóng cửa. Đấy, chuyện bình thường. À, chuyện bình thường trong kinh doanh anh ạ. Đấy, thế thì cái công ty Amway hay Sibri là cùng trong ngành kinh doanh này. Gọi là ngành kinh doanh theo mạng. À,
Thế thì ví dụ trong kinh doanh truyền thống thì có quá nhiều các cái công ty và tập đoàn, đó cũng chuyện bình thường. Thế thì làm công ty đấy chưa thành công không có nghĩa là làm CV không thành công, phải không anh? Thế thì người ta có thể câu hỏi mình có thể chia sẻ một cách đơn giản này. Đó, công ty đó là một công ty lớn, sản phẩm tốt, kinh doanh ở thị trường Việt Nam hợp pháp, nhưng kinh doanh hiệu quả hay không nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Một là khả năng cạnh tranh trên thị trường, hai là nó có phù hợp với thị trường này không, đúng không? Đấy, ba là những nhà kinh doanh, cái năng lực của những nhà kinh doanh, rồi cái chiến lược kinh doanh đấy, tại thị trường này như thế nào đấy, và cái cách phân chia lợi nhuận nó có hợp lý hay không. Bởi vì sao? Bởi vì là giống như CV và Cường đó, CV là đối tác và Cường là đối tác, tất cả anh em ở đây là đối tác. Thế là phân chia lợi nhuận để làm sao là phải đôi all win, tức là tất cả phải cùng thắng, đúng không? Khách, người tiêu dùng thắng, cái người làm thêm thắng, nhà kinh doanh thắng và công ty cũng thắng thì mới phát triển được. Chứ còn nếu mà nó mất cân bằng, chỉ có ông nào đó thắng thôi ấy, và số nhiều, cái số người mà thua nhiều thì đương nhiên nó không phát triển được. Thì mấu chốt nó là như thế anh em ạ. Đấy, và vào cái hệ thống huấn luyện đào tạo này thì tất cả các tư vấn viên, các nhà kinh doanh sẽ đều được học hết cái 6 bước làm việc với ý kiến phản đối. Thì những cái câu hỏi giống như anh Đông vừa rồi chia sẻ đấy, nó rất là đơn giản thôi anh ạ. Và Cho anh hỏi thêm là khi mà mình muốn được trang bị thêm một cái kiến thức về về làm marketing ấy, thì anh em mình có những cái buổi training nào sắp tới không nhỉ, để cho dạ anh đăng vâng ký tham gia? dạ cái đấy thì là thế báo sẽ giúp đỡ anh Đông. Mà cái công việc kinh doanh này này, nó bản chất nó là ngành kinh doanh của huấn luyện đào tạo, ngành kinh doanh của giáo dục phát triển con người và phát triển kinh doanh song song. Thế cho nên là các cái chương trình huấn luyện đào tạo đấy có rất nhiều đấy, thì vào đây từ những cái level mới, những người mới bắt đầu cho đến lên những cái cấp độ cao hơn, khi mình có đội nhóm, khi mình có tổ chức vân vân đấy, thì mình được học nó rất là chuyển giao bài bản, anh yên tâm anh nhá. Dạ Ok, anh cảm ơn Cường. và chúc cho anh Đông mọi điều tốt lành đấy, và tin tưởng tuyệt đối là anh Đông cùng Báo và cùng với anh em sẽ giúp đỡ được rất là nhiều người. Rồi, Cảm ơn anh em và hy vọng vậy. cảm ơn anh Đông. Rồi, xin mời các anh chị em tiếp theo, ai có câu hỏi bật micro nói tôi xưng tên. Tôi ạ. Vâng, xin mời anh Bùi Văn Trường. Vâng, xin cảm ơn ạ. Xin trước tiên là lời đầu tiên là xin kính chào các cô bác anh chị có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay ạ. Dạ, Cũng chào anh. xin cảm ơn anh Trương Huy Cường, và cũng không quên là cảm ơn bạn Oanh đã kết nối phòng Zoom và ông cho biết để tôi biết được cái cơ hội để tìm hiểu về CVR của chúng mình. Vừa qua thì cũng được nghe anh Nguyễn Thế Đông cũng có hỏi anh Cường, và tôi vào từ lúc đó thì cũng nghe là rất nhiều về cái kiến thức cũng như là về sản phẩm cũng như là cái kinh về cái hình thức kinh doanh như thế nào. Vâng. Ok, cũng rất là cảm ơn hai anh đã giao lưu và tôi cũng được quan tâm biết, nhưng cũng không để mất thời gian của cô bác anh chị cũng và anh Cường. Thì qua đây thì ông xin giới thiệu, tên tôi là Trường, năm nay là 59 tuổi và là một sĩ quan quân đội về hưu. Thì bây giờ ông có hỏi một chút về anh Cường, bởi vì là mình cũng muốn cải thiện cái sức khỏe, thì cũng qua các giới thiệu của bạn Oanh và một số các bạn rồi về cái sản phẩm về CVD, thì thực tế ra mà nói thì mình cũng chưa trải nghiệm sản phẩm, nhưng mà trước đây thì qua các bạn giới thiệu thì về hôm nay thì cũng được kết nối phòng Zoom mà hiểu hỏi luôn anh Cường, Dạ. nhờ anh Cường trao đổi một chút cho nhỏ về cái mà cái bệnh suy thận, mà nó suy thận độ 2, độ 3 đấy, thì Dạ. nó với sản phẩm của Sibri thì nó có cải thiện được sức khỏe nó như thế nào cụ thể hơn một chút Vâng. để cho mình có niềm tin để sử dụng cái sản phẩm để cải thiện cho sức khỏe của mình đấy. Đây chỉ ra hỏi một chút về về cái suy thận thôi, còn những cái Vâng. việc qua là nghe anh Nguyễn Thế Đông đã hỏi cũng đã nhiều và mình cũng nghe qua đấy rồi Vâng, thì cảm ơn anh câu hỏi của anh. Thứ nhất ý là mình phải hiểu là cái sản phẩm CV tên của nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. ok ok ok
Cho nên cái sứ mệnh của nó, cái nhiệm vụ của nó đến với thế giới này đó là bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp cho con người, đúng không? Đấy là cái nhiệm vụ chính của nó. Thế thì cái câu hỏi của anh là với những cái người có vấn đề giống như suy thận độ 2, độ 3, thế thì nó sẽ, với CV nó sẽ giúp được ở góc độ phần nào? Thứ nhất là như này, dù là cái người khỏe hay người bệnh thì ai cũng cần tăng sức đề kháng, anh thấy đúng không nào? Ai cũng cần tăng sức đề kháng. Đấy, tức là cái thứ hai, tăng sức đề kháng là tăng cái hàng rào bảo vệ trong cơ thể nó lên. Cái thứ hai ấy là thì ai cũng cần được tăng cường sức khỏe. Thế thì ở CV nó có những cái chương trình tăng sức đề kháng, nâng cao thể lực, thể trạng của cơ thể con người lên. Đấy, và về nguyên lý đông y thì người ta nói đơn giản thôi, thân cường thì tật nhược, đúng không? Và khi mà cơ thể con người được khỏe lên, khi các cơ quan chức năng trong cơ thể nó dần dần nó được phục hồi thì nó sẽ giúp làm việc, giúp các cái cơ quan nó làm việc theo đúng chức năng của nó. Thận thì nó cũng là một trong cái chức năng, đúng không? Đấy, làm việc của cơ thể nó một cách đơn giản như vậy. Thế đương nhiên là không thể khẳng định được là cái việc suy thận độ 2, độ 3 nó có thể phục hồi được hoàn toàn đâu, nhưng chắc chắn là uống vào nó có thể sao, nó sẽ giúp duy trì này, nó sẽ giúp tăng cường này rất là tốt. Và đã có rất là nhiều người có vấn đề mà suy thận thì họ vẫn phải chạy thận, nhưng có những người mà phải truyền máu ấy, vừa chạy thận vừa truyền máu ấy, thì có những người sau một thời gian họ không phải truyền nữa, họ vẫn phải chạy thận. Đấy. Nhưng mà sao các cái chức năng khác của họ tốt hơn, này da dẻ hồng hào hơn. Đấy. Thì có người như thế. Đương nhiên, và có những người mà nặng quá rồi thì cũng không cứu được. Thế thì hãy cho cơ thể, hãy cho cơ thể mình một cái cơ hội để được tăng sức đề kháng, để được tăng cường sức khỏe, đúng không? Đấy. Và sau với những cái người mà độ 2, độ 3 thì phải xác định hàng năm trời, hàng năm trời để sử dụng. Đấy, và nếu mà sao cái nó cải thiện này, nó được phục hồi phần nào đó này, đúng không, chất lượng cuộc sống nó tốt lên rồi thì đấy cũng là điều rất tốt đẹp rồi, phải không anh Bùi Văn Trường? Vâng, cảm ơn anh Trung Huy Cường, cũng rất là cảm ơn cả nhà mình đã cũng có tôi để giải thích. Dù sao thì nó cũng là về 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 mặt đấy thì đúng là cái sản phẩm của mình là nó là sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Vâng. Thì tất nhiên là kể cả về thưa cô bác anh chị, đúng thực ra mà nói thì nếu mà về bệnh tật đi suy thận hay mà một bất cứ một cái bệnh nào đó thì kể cả vào bác sĩ có kê đơn thuốc đi, chúng ta cũng chỉ là thuyên giảm và không phải là ta dùng xong là khỏi ạ. Thế thì còn cái đây là mình bảo vệ sức khỏe thì nó là một cái gốc, cái bền vững hơn, thì cũng như anh Trương Huy Cường giải thích thì cũng đúng thôi, cũng vẫn là cái chung là ta là chăm sóc sức khỏe chủ động để nó cân bằng cái dinh dưỡng, để cái thân cường thì bệnh nó nhược, và nó tự thân gọi là như là có một cái sức đề kháng, nó có cái gọi là cái tế bào nội sinh nó ra thì nó sẽ khỏe khoắn hơn. Đã. Rất là cảm ơn anh Trương Huy Cường, cảm vâng. ơn cả nhà mình đã có cho tôi cái cơ hội để giao lưu ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh luôn luôn khỏe mạnh anh nhá. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Trường. Rồi, xin mời anh chị em khác ai có câu hỏi bật micro, nói tôi xưng tên và đặt câu hỏi, xin mời. Xin mời anh chị em tư vấn viên có thể giới thiệu những người bạn của mình. Để mình tranh thủ hơn cao thủ nào, mấy khi cuối tuần chúng ta có dịp giao lưu với nhau. Xin mời. Xin phép thủ lĩnh cho mời anh Phúc ở Hưng Yên với ạ. Rồi, xin chào anh Hành. Xin mời anh Phúc ở Hưng Yên. Phúc ơi, Phúc Quần Minh lên nói chuyện với thủ lĩnh Trương Huy Cường đi. Xin mời anh Phúc. Anh Phúc chưa sẵn sàng, xin mời anh chị em khác. Vâng. Ai có gì chúng ta cứ bật mic. À,
cho giao lưu thoải mái, xin mời. Trong lúc chưa có câu hỏi, cả nhà muốn định nhận quà không? Cần tặng cho cả nhà một món quà rất đặc biệt. Ai muốn nhận quà giơ ngón tay cái. À, cảm ơn cả nhà. Đấy, cứ mời một bạn ở trong miền Nam mà đấy, mà trước kia bạn ấy có một cái công việc rất tốt, học và rất giỏi đấy, và cũng rất tình cờ biết đến Siri, và tình cờ vì sao đấy bạn lại lựa chọn Siri, và ngày hôm nay cũng gặp rất nhiều những cái rào cản ban đầu ấy, nhưng mà ngày hôm nay có một cái sức khỏe, sắc đẹp, một cái tư duy rất đột phá, có xe hơi của Siri. Đấy, cuộc sống thay đổi như thế nào, sức khỏe sắc đẹp thay đổi như thế nào, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Lương Thị Phượng chia sẻ cho cả nhà 3 phút nào, xin mời. Rồi, xin mời Phượng Vân Minh. Dạ, rồi em bật mic được rồi. Yes. Dạ. À, em chào thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và xin chào các anh chị em có mặt trong buổi Zoom hôm nay. Thì, thủ lĩnh gọi bất ngờ. Ok, thì lỡ lên đây rồi thì Phượng cũng muốn xin giới thiệu với cả nhà mình là Phượng tên đầy đủ là Lương Thị Phượng, hiện nay thì Phượng đang ở Bình Dương. Và trước đây thì Phượng đã có 7 năm làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Phượng làm bên phần mềm và có 3 năm làm kế toán vì Phượng có hai cái bằng đại học. Thì thực sự với cả nhà là trước đây cái tôi của Phượng rất là cao vì từ nhỏ mình học rất là giỏi, cho nên là cái tôi cao lắm. Và tình cờ biết đến Siri vì lúc đó là Phượng rất là sợ bệnh cả nhà. Thì Phượng có một người chị gái đã từng bị mất và nhìn thấy cảnh mà ba đứa con của chị á nó bơ vơ á, và Phượng bị ám ảnh và từ đó Phượng rất là sợ, sợ tới nỗi mà nói chung nó ám ảnh Phượng và hai vợ chồng đã từng tìm rất là nhiều cách. Và sau đó là mình có một cái cách rất là thụ động, đó là mình mua bảo hiểm nhân thọ, những cái gói bảo hiểm mà bệnh hiểm nghèo để được bảo hiểm 47 loại bệnh ấy. Và mình học, mình ăn thực dưỡng luôn. Và sau đó thì mình cũng có thiền, tìm tới đủ mọi cách để mình có thể có được cái sức khỏe về cả về thể lý và tinh thần, nhưng mà những cái nỗi ám ảnh đó nó làm cho mình cũng không thoát ra được. Và rất là may mắn khi mà biết được một cái người bạn, và trước đây Phượng cũng từng đã bỏ theo dõi người bạn đó luôn, bởi vì Phượng biết bạn đó làm đa cấp, cho nên là Phượng ngày xưa Phượng rất kỳ thị đa cấp, rất ghét đa cấp, cho nên là mình bỏ theo dõi. Cho đến khi mà Phượng gặp lại bạn đó thì Phượng thấy quá bất ngờ, bởi vì bạn càng ngày càng trẻ, mà phụ nữ mà khi mà nhìn lại bạn của mình ngày xưa mà tại sao bạn càng ngày càng trẻ còn trong khi mình lại già cỗi, mà kiến thức của bạn thì phát triển bản thân quá tuyệt vời, bạn tự tin và bạn nói chuyện rất là hay, còn mình thì sao, mình thấy mình khô cằn, rất là buồn. Và sau đó là Phượng đã sử dụng thử sản phẩm Siri, thì ban đầu chỉ là dùng bên ngoài thôi, và một người như Phượng thì cực kỳ là khó tính, bởi vì Phượng chỉ dùng những sản phẩm mà organic có chứng nhận USAID á cả nhà. Rất là khó trong việc tìm ra một cái nguồn nguyên liệu cho mình. Và khi biết được sản phẩm Siri thì thực sự là Phượng hạnh phúc lắm cả nhà. Và Phượng tại vì một người là thiền, cho nên là Phượng hiểu được nguyên lý của cái sản phẩm là có đào thải năng lượng và cân bằng, cho nên Phượng biết đây đúng theo quy luật của tự nhiên. Và Phượng dùng sản phẩm. Và cái điều mà làm cho Phượng phải dấn thân vào Siri đó là sự biết ơn. Khi mà Siri đã giúp cho anh trai của Phượng từ một người mà có một ngân hàng bệnh, có thể là đó là cơ duyên, không phải rằng ai cũng may mắn để phục hồi được sức khỏe như của anh của Phượng. Và anh trai của Phượng là sinh năm 80, và anh thời điểm mà biết đến Siri thì anh đã bị suy nhược thần kinh nè, anh bị gút nè, bị cảm hàm biến chứng từ nhỏ, chắc bây giờ cả nhà ít nghe về cái bệnh đó. Và anh bị gan nè, thận nè, mọi thứ nó bị phá hủy hết bởi vì anh dùng thuốc tây quá lâu. Và nhờ vào sản phẩm Siri mà anh được phục hồi. Mà cả nhà biết để anh được phục hồi như vậy, nó trải qua một quá trình nó quá khủng khiếp, Phượng không có thời gian để diễn tả ở đây. Nhưng mà cả nhà biết là khi mà Phượng về Phượng thăm anh á, thì cả gia đình Phượng xúc động và khóc rất nhiều. Và lúc đó Phượng quyết tâm rằng mình sẽ phải đi trên con đường này. Đơn giản lúc đó Phượng chỉ nghĩ một điều rằng chả biết kinh doanh gì đâu, cái danh kỹ thuật làm gì có biết kinh doanh gì đâu. Thì Phượng nghĩ rằng sản phẩm tốt như thế thì mình cần phải lan tỏa, để cái người đầu tiên được hưởng là chính bản thân của mình, và mình giúp cho nhiều người khác. Thì cái nhân duyên nó đến từ đó. Và bắt đầu á, là Phượng dấn thân vào con đường này. Nhưng mà cái rào cản rất lớn của Phượng đó là hai cái từ đa cấp, Phượng không hiểu về nó. Tức là ngày xưa Phượng không biết
nhưng mà vì mình biết là công việc này là lợi mình lợi người, và cái môi trường series Phượng đã vào, Phượng nhìn những con người ở trong đây Phượng thấy rất là tuyệt vời, họ rất là năng lượng, họ rất là tử tế, và một cái môi trường mà khi mình vào đó nó khác với cái môi trường mà trước đây mình đã làm. Và vì những cái điều đó cho nên níu kéo lại Phượng, chứ còn nếu mà chỉ nói về đa cấp là Phượng sẽ không làm đâu. Nhưng mà sau đó là Phượng cũng đã đốt thuyền luôn, mặc dù là chưa yêu cái ngành này lắm, nhưng mà với niềm tin về sản phẩm, niềm tin về con người á, thì Phượng đã đốt thuyền để Phượng tập trung ở đây. Và thời điểm mà Phượng đốt thuyền là cả nhà biết là Phượng đang là quản lý phòng hệ thống thông tin cho một công ty bất động sản. Phượng chỉ dưới ông tổng thôi, nghĩa là tổng giám đốc cho Phượng được đi trễ về sớm. Có những ngày Phượng làm việc ở nhà Phượng không cần báo cáo với phòng hành chính nhân sự, bởi vì phòng hành chính nhân sự cũng không quản lý Phượng. Nếu mà ngày nào mà Phượng báo với phòng hành chính nhân sự là Phượng nghỉ thì họ biết là Phượng nghỉ, còn nếu Phượng không xuất hiện trên công ty nghĩ là Phượng làm việc ở nhà. Tức là ưu đãi đến như vậy, nhưng mà Phượng vẫn quyết định Phượng đi theo con đường này, bởi vì Phượng biết rằng Phượng đi trên con đường này mình sẽ tăng trưởng trên cái con đường mà nó giống như trên con đường pháp mà mình đã chọn đấy. Thì sau đó là Phượng cũng gặp rào cản nhiều lắm các anh chị em. Có những thời điểm mà 2 tháng trời á, mà Phượng không có tìm được một người nào. Trong khi mình nói tại sao đây là một cái môi trường tuyệt vời, sản phẩm nó tốt như thế, đi ra bên ngoài đường tại sao nhiều người đi như vậy mà tại sao họ không tin mình. Đã có những lúc mà cái tháng 10 bão năm ngoái là Phượng chạy dưới mưa mà Phượng đã khóc rất nhiều. Và lúc đó tại vì mình đã đốt thuyền và dưới sự cản trở của gia đình rất nhiều. Cả nhà biết là khi mà Phượng quyết định nghỉ, Phượng không nói với ông xã Phượng luôn, vì lúc đó Phượng chỉ có một suy nghĩ thôi: nếu mà Phượng nói với ông xã kiểu gì ông xã cũng không cho và vợ chồng sẽ cãi nhau. Nhưng nếu mà Phượng âm thầm Phượng nghĩ, kiểu gì ông cũng không bỏ được Phượng đâu, ông không đuổi được Phượng ra khỏi nhà đâu. Cho nên là Phượng cứ nghĩ. Điều gì mà em vượt qua được những rào cản và ngày hôm nay trở thành nhà tư vấn chuyên nghiệp có xe hơi Sibri? Cái điều cốt lõi đó là bởi vì em biết được những giá trị em đang cần tìm, và cái phương tiện Sibri giúp em tìm được cái điều đó. Chỉ là em bị thiếu niềm tin thôi. Và lúc đó là nhờ vào em đi học những cái người thầy trí thức ở bên ngoài, những người thầy nổi tiếng như thầy Phạm Mạnh Long, và em đọc được những cuốn sách. Rất là may mắn em là em đọc được những cuốn sách về kinh doanh theo mạng, ví dụ như là Dạy Con Làm Giàu tập 2 nè, rồi làm Doanh Nghiệp Thế Kỷ 21 và Dạy Con Làm Giàu tập 11, cái trường dạy kinh doanh những người thích cho đỡ người khác. Và em đọc cái nghị định 40 của Thủ tướng Chính phủ, và em là một cái dân công nghệ thông tin, và em nhìn vào phần mềm của Siri là em biết đây là phần mềm Oracle, và cái phần mềm này là phần mềm đỉnh, tức là phần mềm này nổi tiếng lớn nhất thế giới. Và em biết là công ty này tìm được kinh tế rất là mạnh để có thể có được một cái phần mềm như vậy. Và lúc đó bắt đầu niềm tin của em vẫn là lên nhà tư vấn chuyên nghiệp và lên thị phượng. Bao nhiêu anh chị em vừa nhận một món quà rất là vô giá và nhiều năng lượng, thì bắn tim cảm ơn bạn Phượng đã chia sẻ cái này. Cảm ơn cả nhà. Đấy. Thế thì qua cái câu chuyện của bạn Phượng ấy, thực ra mọi thứ nó là nhân duyên đúng không? Đấy, và để thành công được có duyên rồi, nhưng cần phải xây dựng cho mình một cái niềm tin tuyệt đối. Và niềm tin thì nó đến từ trí tuệ. Niềm tin đến từ sự hiểu biết sâu sắc, đúng không nào? Và có thể tin được tuyệt đối và yêu và đam mê nó cũng cần một hành trình. Và hành trình đó nó phụ thuộc vào sự lao động của mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào khả năng học tập và chuyển hóa của mỗi người khác nhau. Ok, cảm ơn bạn Phượng. Xin mời anh chị em nào có câu hỏi, bật micro, nói tôi xin tên. Xin mời. Rồi, ok, nếu mà chúng ta ngày hôm nay nếu không còn một cái câu hỏi gì thì bây giờ cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, đúng không? Chúc cho cả nhà chúng ta có một cái bữa trưa ngon miệng. Đấy, và chúng ta có những cái chương trình huấn luyện ngày mai thì nhóm Club S69 chúng ta có một chương trình đào tạo rất đặc biệt dành cho K5 trở lên, những anh chị em tư vấn viên cấp 5. Thế còn sang tháng thì chúng ta có một chương trình cho cấp 4. Đó, làm cách nào để chúng ta có thể phát triển cá nhân nhanh này, làm cách nào để chúng ta hiểu là trên cái hành trình trong cuộc sống của chúng ta cũng như trong công việc kinh doanh ấy, nó có những cái rào cản nào. Đấy, và khi chúng ta nhìn rõ cái rào cản đó và chúng ta có phương pháp để chúng ta vượt qua những cái rào cản đó, thì chúng ta sẽ trở thành những con người cực kỳ mạnh mẽ, những con người dũng cảm, những con người giàu tình yêu thương, giàu trí tuệ. Thì cái chắc chắn dù chúng ta làm bất kỳ một công việc gì, chúng ta đều có thể thành công và thành công đỉnh cao trong cái lĩnh vực của mình. Rồi, xin rất là biết ơn, cảm ơn tất cả anh chị em đã tham dự để cái chương trình này giờ phút này. Chúc cho cả nhà có một bữa trưa ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những cái chương trình tiếp theo, và chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Bye bye, xin chào. Xin chào anh, cảm ơn anh.